Cho các bạn ở Việt Nam chúng ta đang ở thời kỳ mưa bão và chỉ có trong những ngày như thế này chúng ta cảm nhận được sự cần thiết phải có một chiếc smartphone chống nước. Và ở Diện Thông Minh đang có sẵn những chiếc máy chống nước giá rất là rẻ, chỉ tầm 1 triệu, đó chính là bộ bao Fujitsu. Và cái điểm hạn chế của những sản phẩm đó chính là việc cấu hình hơi thấp, vì vậy các bạn chỉ có thể sử dụng những ứng dụng cơ bản đó thôi. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một sản phẩm chúng ta có thể sử dụng là một chiếc smartphone chính và nó có cấu hình cao hơn và giúp các bạn có thể chơi game rất là nhiều thứ và hỗ trợ giải trí. Và các bạn biết là ở Diện Thông Minh hiện đang có sẵn rất là nhiều sản phẩm Fujitsu. Và trên tay mình chính là chiếc F04e. Thì đây là sản phẩm đời trước của chiếc F06e đang rất là hot ở Diện Thông Minh hiện nay. Thì sản phẩm này nó sẽ có cấu hình thấp hơn một chút, nhưng bù lại thì các bạn sẽ có một chiếc máy mới 100%. Thì ở trên tay mình đây chính là hộp và chiếc máy. Và sản phẩm này thì mình lưu ý với các bạn khi về Diện Thông Minh, nó là máy mới 100% và sẽ có 3 phiên bản màu sắc như thế này. Đó, mình sẽ có màu trắng, màu hồng và màu đen. Thì ở đây là hộp của sản phẩm, và khi bạn mua hàng thì sẽ được bảo hành 12 tháng phần cứng ở Diện Thông Minh nếu có lỗi nhà sản xuất, bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc máy này ra để xem có những cái gì đặc biệt. Đó, chúng ta có mặt trước là hộp của sản phẩm và cái thông số bộ nhớ trong lên tới 64GB, siêu lớn ở đây. Và mình lưu ý nữa là sản phẩm này nó cũng hỗ trợ cảm biến vân tay luôn. Chiếc Fujitsu F04e thì nó không giống như những sản phẩm Fujitsu đến từ Nhật giá rẻ, nó là một hộp giấy tái chế. Thì sản phẩm này nó sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và chiếc hộp được làm cầu kỳ hơn. Ở trong này thì mình sẽ có một cái hộp nhỏ, và trong hộp nhỏ này sẽ là những cái phụ kiện đi kèm. Chúng ta sẽ có một chiếc cáp kết nối micro USB, một củ sạc và cuối cùng là một chiếc tai nghe. Đó, như vậy thì với chiếc F04e này là một mặc dù là một sản phẩm rẻ nhưng các bạn được trang bị rất đầy đủ phụ kiện. Cái trải nghiệm đầu tiên của mình khi cầm chiếc Fujitsu F04e trên tay đó là cái sự nam tính mạnh mẽ. Mặc dù trên tay mình là chiếc máy màu hồng nhưng các bạn cũng có thêm ba cái sự lựa chọn, đó là màu đen và màu trắng. Thì như bạn nam thì chúng ta có thể sử dụng những cái màu sắc này, như màu đen rất là nam tính. Còn các bạn nữ thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy màu hồng, nó rất là sexy. Máy sẽ sử dụng màn hình phía trước là 4,7 inch và có độ phân giải HD. Thì mình đánh giá những cái chiếc máy đến từ Nhật, kể cả những sản phẩm ra mắt cách đây 5-6 năm, nhưng cái tấm nền mà họ sử dụng trên cái màn hình IPS này rất là sáng và màu sắc trung thực. Nó không có cảm giác bị ngả sang bất kỳ những tông màu nào. Và mình giá mặc dù với mức giá chỉ 2 triệu thôi, nhưng chiếc Fujitsu F04e thì nó có màn hình chất lượng ngang ngửa với những sản phẩm Xiaomi giá rẻ hiện nay, có giá từ 3-4 triệu. Về phần hiệu năng thì đây cũng là cái điểm nhấn đáng chú ý nhất trên chiếc F04e này. Thì nó sử dụng dựa RAM lên tới 2GB, bộ nhớ trong 64GB và sử dụng con chip và Nvidia Tegra 3. Thì các bạn biết là mặc dù sản phẩm này đã ra mắt khá là lâu, con chip Nvidia Tegra 3 thì đến thời điểm hiện tại nó không phải là con chip mạnh. Và khi mà mình đo bằng AnTuTu thì nó cũng rơi vào chỉ được khoảng tầm 15.000 điểm thôi. Nhưng các bạn đừng nhìn vào cái thông số đó mà chúng ta đánh giá sản phẩm này. Các bạn biết là chip Nvidia Tegra thì đây là dòng chip mà sản xuất thiên về cái đồ họa. Với vậy khả năng chơi game của chiếc máy này là vô cùng tốt. Mặc dù có cái điểm số AnTuTu không cao, nhưng mình đã cài những trò chơi rất là nặng hiện nay như là Asphalt 8 hay là game Crossfire thì nó đều có thể chơi được. Và hiện nay thì ở Diện Thông Minh có hai sản phẩm, đó là F04e và chiếc F06e. Thì đây đều là những chiếc máy Fujitsu có cấu hình cao và giúp các bạn đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu trải nghiệm chơi game. Quay trở lại về cái phần thiết kế thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm 4,7 inch và cầm khá là nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Đó, thì thiết kế của chiếc Fujitsu F04e thì làm mình liên tưởng khá là nhiều đến dòng Sony A. Chúng ta có một thiết kế cong ở đằng sau và khi cầm trên tay thì cái phần cong này nó ôm vào lòng bàn tay và cầm cảm giác khá là thoải mái. Và đây là một sản phẩm chống nước, vì vậy mà các bạn thấy là các cổng che chắn đều có cái rắc cao su như thế này để giúp mà máy chống nước. Và chiếc máy này hoàn toàn có thể tháo rời được nắp lưng để các bạn có thể thay thế pin cũng như thẻ nhớ cũng như phần SIM ở đây. Đó, thì máy sử dụng viên pin là 2420mAh và có thể tháo rời. Những chiếc máy đến từ Nhật thì luôn được trang bị những công nghệ đi trước thời đại. Ngoài tính năng chống nước thì Fujitsu Euro F04e còn được trang bị một cái cảm biến vân tay ở phía sau. Và cảm biến này thì giúp các bạn chúng ta có thể mở khóa màn hình để bảo mật thông tin. Các bạn chỉ cần trượt, khi các bạn đặt vân tay nhận diện dấu vân tay, các bạn chỉ cần trượt lên, trượt xuống là có thể mở được khóa màn hình. Ngoài ra thì các bạn thấy thiết kế ở phía mặt sau chúng ta sẽ có một cái camera chính lên tới 13MP và có thể quay video Full HD. Ở dưới sẽ là một cái hai cái chấu và giúp các bạn có thể sạc qua đúc ngoài. Như vậy thì mình vừa gửi các bạn video đánh giá cũng như mở hộp về chiếc Fujitsu F04e. Thì đây là một chiếc máy mới về Diện Thông Minh và có mức giá là 1.990.000 cho một chiếc máy mới 100% được bảo hành 12 tháng. Thì như vậy đây sẽ là một lựa chọn bên cạnh những sản phẩm Fujitsu F08e hay là F05e với cấu hình mạnh mẽ hơn, với bộ nhớ trong lên tới 64GB, dựa RAM 2GB, đặc biệt là con chip Nvidia có thể chơi game nặng, giúp các bạn có thể thoải mái trải nghiệm những cái game khác nhau hiện nay. Và Diện Thông Minh sẽ dành riêng 100 suất ưu đãi dành cho các bạn đặt hàng trước sản phẩm này. Với 100 suất hàng đầu tiên thì mỗi bạn sẽ được tặng thêm một viên pin zin. Đó, thì với chiếc máy này chúng ta sẽ có viên pin là 2400 mAh. Thì các bạn đặt hàng trước sẽ được nhận thêm một viên pin này nữa.
Đó thì đây là ưu đãi dành cho các bạn đặt hàng sớm ở Diệu Minh. Và để trải nghiệm thì các bạn có thể qua những showroom của Diệu Minh trên Hàn Quốc. Còn bây giờ xin chào cũng như hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.